Thưa quý vị, chương trình truyền hình chủ nhật 14 tháng 10 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim truyện Hàn Quốc Đội Cảnh sát đặc nhiệm tập 2. 6 giờ phim hoạt hình phim mồi. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nhịp cầu vàng. 7 giờ 30 phút kịch thiếu nhi những chiếc nón dễ thương. 8 giờ ngôn ngữ trẻ thơ. 8 giờ 30 phút tạp chí văn nghệ. 11 giờ phong cách người nổi tiếng. 12 giờ thời trang và cuộc sống. 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần. 13 giờ 15 phút thế giới điêu nhộn. 14 giờ kiến thức tiêu dùng mua sắm và hậu mãi tại siêu thị. 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng món quà từ thiên nhiên. 14 giờ 50 phút gia đình A cộng. 15 giờ 10 phút IQ tỏa sáng. 15 giờ 35 phút phóng sự tài liệu 24/24 giờ. 16 giờ chào tuổi tiên. 17 giờ chiếu phim truyện Trung Quốc Bình Minh tháng 7 tập 9 và 10. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ tình yêu của mẹ. 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình siêu thị may mắn. 21 giờ cười chúc chơi. 21 giờ 10 phút chiếu phim truyện Việt Nam Gọi Giấc Mơ Về tập 42. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 20 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Đường Đến Vinh Quang. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.